Xin chào tất cả mọi người, chúng mình đến từ tổ 3 lớp 10 sử trường trung học phổ thông chuyên Lê Thế Vinh. Hôm nay chúng mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm mô hình tế bào động vật nhé. Và sau đây chúng mình sẽ giới thiệu các thành viên trong tổ. Ngày thứ nhất nè. Ngày đầu tiên chúng mình bàn sơ lược về ý tưởng và nguyên liệu, đồng thời cũng phân chia công việc cho mọi người trong nhóm. Sau đây là những nguyên liệu dùng để làm mô hình tế bào động vật, gồm có đất sét, kẽm, keo, màu nước, giấy báo, bong bóng, vân vân. Đầu tiên chúng mình sẽ làm màng sinh chất. Màng sinh chất được làm từ keo sữa, giấy báo và bong bóng. Chúng mình sẽ thổi to một cái bong bóng rồi phết một lớp keo sữa lên, sau đó lại dán giấy báo rồi phết một lớp keo sữa nữa, rồi đem hỗn hợp này ra ngoài phơi khô. Sau khi khô nó sẽ cứng lại và trở thành màng sinh chất. Như các bạn đã thấy trên video thì thành viên nhóm mình đang làm nhân và nhân con. Trong ngày thứ 3 thì chúng mình bắt đầu làm những bộ phận nhỏ để gắn vào mô hình tế bào động vật. Chúng mình sẽ làm những bộ phận nhỏ như là lưới nội chất hạt, ribosome, ti thể, bộ máy Golgi, khung xương tế bào, lysosome, lưới nội chất trơn. Thành viên trong tổ đang gắn lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn vào nhân và nhân con. Các thành viên trong tổ đang gắn bộ máy Golgi vào màng sinh chất. Và chúng mình đang làm dòng di chuyển của vật chất. Chúng mình cắt đôi nửa kéo mút ra để làm đường vận chuyển. Sau đó sẽ dùng súng bắn keo định hình đường vận chuyển trên màng sinh chất. Chúng mình sẽ dùng dung dịch slam để làm lớp nền. Ngày cuối cùng nè. Ở ngày cuối cùng chúng mình sẽ làm dòng di chuyển của vật chất. Chúng mình dùng một hồng bi hạ xuống đường vận chuyển và hồng bi lan xuống tạo thành dòng di chuyển của vật chất. Di truyền và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào thông qua việc là nó sẽ tổng hợp các protein và nó định hướng sự phát triển của tế bào và cả một cơ thể luôn. Và tiếp theo ở bên ngoài là lưới nội chất. Lưới nội chất thì là nó là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên các ống và xoang dẹp thông với nhau, có chức năng là vận chuyển các chất trong tế bào và trong tế bào ra ngoài. Thì lưới nội chất chia làm hai, đó là lưới nội chất hạt, là lưới nội chất có đính ribosome, có chức năng là tổng hợp các protein tiết ra khỏi tế bào, các protein cấu tạo nên màng tế bào và protein chứa trong các bào quang. Và thứ hai là lưới nội chất trơn, là lưới nội chất không có dính ribosome nhưng mà nó có nhiều enzyme, nó có chức năng là tổng hợp lipid, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc. Và cái thứ ba là ribosome. Ribosome là những hạt đen này, nó không có màng bao bọc và ribosome tự do có chức năng là tổng hợp các protein trong bào tương. Rồi tiếp theo là bộ máy Golgi. Bộ máy Golgi thì có chức năng là lắp ráp và đóng gói, phân phối các sản phẩm của tế bào. Và tiếp theo là ti thể. Ti thể thì có chức năng là hô hấp nội bào bằng enzyme hô hấp và phân giải các chất hữu cơ cung cấp năng lượng ATP cho hoạt động sống của tế bào. Ti thể được xem là nhà máy năng lượng của tế bào và các nhà máy năng lượng này nó cung cấp rất nhiều năng lượng ATP cho tế bào. Tiếp theo là ribosome.
liposome, lysosome thì chỉ có ở tế bào động vật, và nó có chức năng là phân hủy tế bào già, tế bào tổn thương và bào quang hết hạn sử dụng. Và đây là màng sinh chớp, nhóm chúng mình là màng giấy báo và tô màu tím. Nó có chức năng là trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc và thu nhận thông tin cho tế bào nhờ các protein thụ thể, và đặc biệt nó nhận biết được các tế bào cùng loại và tế bào lạ nhờ glycoprotein. Và ở tế bào động vật như mình đã làm thì màng sinh chất còn có cholesterol giúp tăng cường tính ổn định cho màng. Và đây là khung xương tế bào. Khung xương tế bào có chức năng như là một giá đỡ cơ học cho tế bào và tạo cho tế bào động vật nó có một hình dạng nhất định. Và khung xương tế bào này cũng là nơi neo đậu của các nếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về phần thuyết trình về tế bào động vật của nhóm 3. Xin chào và hẹn gặp lại.